Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Đồng. Thì trong video của ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện là đón Tết Dương lịch các bạn nhá. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, đó chính là Tết Dương lịch. Và video hôm nay tôi sẽ đón Tết Dương lịch bằng pháo điện, pháo tam giác, pháo chuột. Ok, đây chính là một hộp pháo điện nhá. Quả nó màu tím như thế này và nó có một đoạn dây điện để tí chúng ta kích nổ. À quên nhầm. Không phải kích nổ mà là kích nó phát sáng lên. Cái loại này không nổ được. Nó phát sáng như là các bạn xem ở mấy cái đám cưới ấy, người ta hay sử dụng mấy loại pháo như thế này. Đấy. Đây là pháo điện nhá, hình như là có chục quả nhỉ, 2, 4, 6, 8, đúng rồi, chục quả. Pháo tam giác nguyên lý hoạt động của nó là gì nhỉ? Đốt và nó sẽ xoay hình tròn. Và tiếp theo là hai quả pháo chuột. Pháo chuột chúng ta sẽ căng dây ra và nó sẽ chạy theo đường dây. Tầm chạy xa của nó tầm khoảng 100 mét các bạn nhá. Ok, bây giờ không linh ta linh thuyền nữa, bây giờ sẽ chơi luôn. Chơi hai quả pháo điện trước nhá, à quên, chơi hai quả pháo chuột trước. Còn cái loại này, hai quả pháo tam giác với cả pháo điện này để đến tối chơi thì nó mới đẹp các bạn nhá. Ok, bây giờ chơi luôn nhá. Ok các bạn ơi, vậy là tôi đã gắn được hai quả pháo chuột vào sợi dây thép nhá. Đây các bạn xem. Đây một quả này, đây hai quả và sẽ kích điện bằng hai viên pin đây nhá. Không biết là nó có lỗi hay không. À quên mất, không biết là nó có hoạt động hay không. Nhưng mà là đầu tiên chơi cái loại như này. Và đây là chính là sợi dây thép các bạn nhá. Tôi căng tít ra mãi đằng kia kìa. Mãi chỗ cái thằng áo đen đang đứng kìa. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Từ đây ra đấy tầm khoảng 5-60 mét các bạn nhá. Đúng rồi. Tầm 5-60 mét thôi. Đấy. Ok, bây giờ sẽ chơi luôn quả đầu tiên nhá. Chơi lần lượt từng quả một. Quắp đâu? Quắp 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 quắp. Về đây chơi, về đây chơi, về đây chơi. Cứ về đây đã, tí canh sau. Nhanh 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 nhanh. Ok, bây giờ sẽ chơi quả đầu tiên nhá. Về đâu? Bắt đầu đi. Cho hai sợi dây vào pin nhá. Để xem nó có. Sợ thế? Sợ gì? Thế luôn, đoạn dây này nó quá ngắn các bạn ơi. Đáng nhẽ sợi dây phải dài hơn một chút nữa. Ảo thế. Quá kinh khủng. Sợi dây này quá ngắn các bạn ạ. Ảo ơi trời. Tôi tưởng là nó chỉ là tầm khoảng, chạy tầm khoảng 30-40 mét thôi. Thực ra nó hãng quần. Kinh khủng thật. Ok các bạn ơi, quả tiếp theo nhá. Đây chính là quả thứ hai. Chơi cái trò này giật bắn tim ra ngoài luôn. Gỡ ra nó có hai đầu dây mà. Giật cả mình. Chơi cái trò này chúng ta lên chọn cái đoạn nào mà đoạn đường nào nó thật là rộng rãi, tầm khoảng trên 100 mét. Đây tôi căn dây chỉ có tầm khoảng 40 tới 50 mét thôi. Phê thật các bạn ạ. 3, 2, 1. Trời ơi! Quá tuyệt vời các bạn ơi! Cái này mà cái sợi dây này mà được căng thẳng lên bầu trời thì rất là tuyệt vời. Có khi quả ui đứt dây luôn Việt ạ. Quả cuối cùng đứt dây luôn. Chạy nhanh quá. Kinh khủng thật. Chạy mày nhanh quá tạo ma sát. Quá tuyệt vời. Nó đâm một cái là cụt luôn cả cái đầu các bạn ạ. Mới đầu là cái đầu này nó hơi tù tù cơ. Đâu thì quả lưỡi nhỉ? Quả này đâm vào đít quả kia. Quả này đầu nó hơi vỡ vỡ một tí thôi. Quả này nó gọi là quả pháo chuột. Cút cút. Ôi dồi ôi, quắp quắp quắp. Cảm giác thế nào? Phê không? Giật hết cả mình luôn. Ok, đây chính là bãi chiến trường. Chơi cái trò này rất là vui các bạn ơi. Chúng ta cần phải căng dây càng dài càng tốt nhá. Cứ căng tầm khoảng trên 100 mét đi. Đây tôi căng có tầm khoảng 50 mét thôi. Nhưng mà cảm giác phê nhỉ. Đẹp vãi, cái này đốt buổi tối chắc đẹp hơn. Ok, còn cái loại này. Đây là, ốp viết, mở mở ra. Đây là pháo điện nhá. Các bạn thường thấy ở những đám cưới người ta thường đốt lên cho đẹp. Đấy. Cái này phải nghiên cứu làm sao nó kiểu là quả này lối vào quả kia để thành một dàn nhỉ. Thì nó mới đẹp. Đấy. Còn đây là hai quả pháo tam giác. Cái loại này chơi mới đẹp này. Đốt xong là nó quay hình tròn các bạn ạ. Đẹp lắm. Ok, để đến tối nhá. Để đến tối hôm nay. Hiện tại bây giờ là tầm khoảng 3-4 giờ chiều rồi. Chỉ còn tầm khoảng vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta lại tiếp tục được chiêm ngưỡng những cảnh pháo điện rất là đẹp luôn. Hello hello, xin chào các bạn nha, vẫn là tôi đây, tôi đã quay trở lại đây. Và hiện tại bây giờ là trời đã tối nhá. Bây giờ là hơn 7 rưỡi rồi, hơn 7 rưỡi tối rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục đốt những quả pháo điện các bạn nhá. Thì đây, các bạn nhìn không? Đây chính là pháo điện nhá. Đây là pháo điện tóe lên này, còn đây là pháo tam giác. Thì bây giờ tôi sẽ đốt quả pháo điện ở dưới trước nhá. Quả pháo điện tóe sáng lên thôi, chứ không phải là dạng pháo tam giác. Nhưng bây giờ sẽ đốt một quả trước. Và tiếp theo là sẽ đốt thành một dàn luôn. Kiểu là 5, 6, 7 quả một đấy. Ok,
Bây giờ sẽ test thử một quả trước để cho các bạn xem nhá, để xem cái quy trình hoạt động của nó như thế nào. Ok, let's go. Ok, và đây chính là quả đầu tiên nhá. Quả đầu tiên tôi sẽ test để xem cái vẻ đẹp của nó như thế nào các bạn nhá, để cho các bạn xem. Rồi tiếp theo nữa sẽ đốt một phát 5-6 quả luôn. Đây chính là sợi dây điện của nó. Đây các bạn nhìn chưa? Dây điện của nó để tí chúng ta dùng quả pin để chúng ta kích cho nó cháy các bạn nhá. Đây chính là quả pin. Quả pin này là quả pin vuông, tôi mua 15k, 9V. Bây giờ sẽ đốt luôn nhá. Quắp đâu? Vào vị trí. Từ từ quắp nhá, để đông tắt cái điện đi cho nó lét cái. Cứ cho một đầu dây vào quả pin đi. Chuẩn bị chưa? Từ từ nhá, để đông tắt điện đi để cho nó đẹp các bạn nhá. 1 2 3 Nó cháy trong tầm khoảng 20 tới 30 giây. Khá chi là đẹp. Ok, bây giờ sẽ thử thiết kế đốt một phát 5-6 quả một các bạn nhá. Tôi vừa thiết kế là 3 quả trên một sợi dây điện các bạn xem. Đây, sợi dây đây và 3 quả sẽ gắn như thế này. Đây cho các bạn xem. Không biết là có thành công hay không. Đây các bạn xem. Đấy. Kiểu là cứ một đoạn lại dùi hở ra dây điện ra một chút đấy, xong lại gắn vào. Rồi tiếp theo là sẽ dùng một đoạn đầu dây, đâu rồi nhỉ? Đầu nào nhỉ? Đây, đầu này. Đây, đầu đây. Để cho vào quả pin. Không biết là có ok không. Ok, bây giờ đốt luôn nhá. Nếu không thành công thì thôi, thì chúng ta lại đốt từng quả một thôi. Mong là sẽ thành công. Nếu mà thành công tôi sẽ nâng cấp lên tầm khoảng 5 quả các bạn nhá. Ok, Việt, đốt đi. Không được à? Không dẫn được điện đấy. Không dẫn được điện rồi. Thế này buộc thử hai đầu vào xem nào. Hai cái đầu đưa chập vào. Ok các bạn ơi, vừa nãy là thất bại nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ chơi lại này. Vừa nãy là cái quả pin nó yếu quá. Bây giờ chúng ta sẽ chơi lên bình ắc quy. Đấy, để xem có thể lên hay không các bạn nhá. May mắn là nó sẽ lên. Ok, quắp sẵn sàng chưa? Bình tĩnh nhá, để đông tắt quả điện đi á, để cho đẹp. 3 2 1 Woo! Quá đẹp luôn, tuyệt vời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp lên tầm khoảng 5-6 quả nhá. Ok các bạn ơi, tiếp theo là 5 quả các bạn nhá. Đây, tôi đã sắp xếp này. 1 quả, 2 quả, 3 quả, 4 và 5. 3, 2, 1, bắt đầu. Quá đẹp luôn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang pháo tam giác nhá. Đây, ở tường có một chiếc đinh đây. Bây giờ chúng ta sẽ cài pháo tam giác ở đây, rồi sẽ đốt, nó sẽ quay thành hình tròn các bạn nhá. Từ đâu, mang pháo ở đây xem nào. Đây, đây chính là quả pháo tam giác. Chúng ta lại tiếp tục là sử dụng cái pin pin vuông thôi, pin nhỏ nhỏ thôi, không cần phải là bình ắc quy. Ắc quy cũng được. Ok, Việt gắn nó đi, gắn pháo vào đây. Gắn vào cái nỗ ấy. Ok chưa? Quay thử này, quay thử luôn này. Đấy. Thì nó sẽ tỏa sáng và nó sẽ quay thử đấy, rất là đẹp luôn. Phía đây, khép gọn cánh cổng kia vào. Đưa đi. Sao sao quay? Môi môi. Rắt rồi, bị rắt rồi. Cái này bị rắt rồi, phải thiết kế lại nhỉ. Ok, châm đây. Quay ngược. Ô, sao ngon. Phải lấy đà chứ. Quay người ta quay ngược, quay xuôi. Anh phải lấy đà.
Quay tay ngược. Ok, quả này là đáng nghĩa là quay được tầm khoảng thêm 3-4 giây nữa, nhưng mà cái thằng sóng ngón nó quay ngược các bạn ạ, mất đà. Quay ngược là quay đúng cái đồng hồ ấy. Ok các bạn ơi, vậy là tôi đã vừa chơi xong, vừa đốt xong những quả pháo điện. Cảm giác rất chi là tuyệt vời, rất chi là vui luôn. Mặc dù đây chính là lần đầu tiên chơi nên nó còn hơi bỡ ngỡ, còn nỗi là một chút, nhưng không sao, rất chi là đẹp luôn. Trong bao loại pháo, pháo điện này, pháo tam giác này và pháo chuột thì tôi thích pháo chuột với cả pháo tam giác nhất. Rất chi là đẹp luôn. Nếu các bạn muốn chơi thì hãy lên Shopee này, Lazada này hoặc là Sen Đỏ các bạn nhé. Các bạn chỉ cần ghi cái từ khóa đó chính là pháo tam giác, pháo chuột là nó sẽ ra một mớ luôn. Rất chi là nhiều. Pháo chuột là 50.000 một quả hay sao ấy, tôi nhớ mang máng thế. Các bạn cứ lên đấy xem nhé, tùy từng shop nó bán rẻ hay là bán đắt. Ok, và video của tôi cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Đừng quên cho tôi xin một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ Nguyễn Đông nhá. Và năm mới rồi, chúc các bạn thật là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhá. Bye bye.